Về nhà mình được không? À, ở thì cũng được. Có để ai có điều kiện thì mình thêm người đó cũng được. Thế nhưng mà chú đó mà không có điều kiện mà muốn về sống chung với mình thì cũng được luôn ha. Ừ. Con cái mình ý kiến gì không? Cũng dễ. Anh thua gặp tìm hiểu, mình có duyên có nợ thì mình chịu, không có duyên nợ thì thôi. Như vậy biết ai thương mình, biết mình đâu mình lựa. Ừ, ý là có duyên có nợ chỉ cần cái tình cảm thôi đúng không? Ừ. Không cần giàu có. Cũng... giàu cũng được, không không giàu thì tốt đúng không? Ừ, giàu thì tốt, không có không giàu thôi. Nợ. Thì nhiều khi mấy người giàu ta không thích mình ha. Dạ. Nói sao tôi không biết. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay có một cô cũng rất là dễ thương, xinh đẹp. Điều kiện kinh tế thì khá là ổn định. Ok hết cô ha. À. Chỉ cần tìm một người nghèo cũng được, xấu cũng được, già cũng được. Quan trọng nhất là đạo đức thôi ha. Thì tại sao mà cô yêu cầu dễ như vậy? Và liệu ngày hôm nay cô có tìm được hay không? Thì xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút. Rồi thay mặt anh em ở đây xin chào cô nhé. Cô giới thiệu cho mọi người biết là cô tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, cô đến từ đâu? Dương Thị Gái. Cô đến từ đâu? Tân Nguyên, Bình Dương. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 57 tuổi. 57 tuổi. Dạ. Anh Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Ồ, vẫn còn khá là vẫn còn thấy trẻ ha. Rồi cô chia sẻ chút xíu về tình trạng hôn nhân của mình. Tình trạng hôn nhân cô bị dây ông xã mất. Ông xã mất lâu chưa? Nó 2 mấy năm. Ồ, trong 2 mấy năm nay mình có quen ai chưa? Chưa. Vậy á? Thế nhà mình ở Bình Dương luôn hay sao? Nhà Bình Dương luôn. Mình ở với ai? Ở với thằng trai. Ở nhà con trai. Nhà nó nhà mình hay nhà con trai? Nhà mình. Thì ở nhà chung... mình mà kêu nhà con trai. Thì ở chung với con trai. Ở chung với con trai lớn chưa? Người ta có vợ có con. Ồ, gọi là con trai ở chung đó luôn. Rồi, thế thì bây giờ chị đến đây chị chia sẻ chút xíu về bản thân mình nào. Giờ cô muốn kiếm người... Cách cô sao? Trước hết là chia sẻ bản thân cô trước đã. Đừng có bắt. Giờ cô muốn kiếm người làm mà quản lời cần rời, hiền hậu, vui vẻ, biết bằng ăn, đừng nhậu nhẹt, đừng gái lú, vậy thôi. Chứ không biết nói gì nhiều. Dễ vậy thôi. Vậy thôi, sơ sơ vậy. Nghèo được không? Nghèo giàu thì cũng được. Không quan trọng hả? Không quan trọng. Rồi bây giờ cô chia sẻ về bản thân mình trước đi. Bản thân cô, tính cách của cô sao? Ưu điểm, nhược điểm thế nào? Vui vẻ, hòa đồng. Rồi. Thế bây giờ cô có cái điểm xấu nào không? Cô không có điểm gì ấy, vui vẻ lắm. Thế từ lúc mà chồng mình chia tay chồng tới giờ thì mình đã quen ai chưa? Không có quen ai hết. Sao thế? Lấy bằng nuôi con, mới nghĩ gì vụ đó, giờ con có chồng mới vợ rồi, không bước bước phim nước nữa. Ồ. Tim người ra vàng vàng tử tế, nắm nắm tay sống quãng lại còn lại. Rồi. Bây giờ hiện tại giờ mình đang làm công việc gì? Xin mời mua đồ, giao hồng bao, giao cho. Sao nói cho rõ đi, nói gì cho chúng. Xin mời chị đi mua đồ hồng bao, giao cho công ty nhà tẻ. Mua gì? Bầu mí đồ đó. À. Bán bầu bán mí á. Giao hàng ha. Ừ. Rồi. Thế rồi, thu nhập mình ổn định không? Đã ổn định. Ừ. Rồi bây giờ cô lấy chồng về cô ở đâu? Thì có chồng thì theo chồng. Về nhà mình được không? Ừ. Ở thì cũng được. Có để ai có điều kiện thì mình thêm người đó cũng được. Thế nhưng mà chú đó mà không có điều kiện mà muốn về sống chung với mình thì cũng được luôn ha. Ừ. Con cái mình ý kiến gì không? Cũng dễ. Hôm nay mình lên đây rồi con có đồng biết không? Biết chứ. Rồi con nói sao? Cho mẹ đi tìm nữa mà. Ừ. Vậy thôi. Ừ. Hết phim. Rồi, vậy đi. Con vậy. Không biết nói gì nhiều hết. Không biết nói gì hết. Con vậy đơn đơn vậy đi. Có anh nào thấy có duyên thì tính mình phải trải lòng nghe chứ, mình không trải lòng tính cách mình sao mình nói nãy giờ người ta vẫn chưa hiểu tính cách của mình đâu. Tính cách mình vui vẻ lắm, hòa đồng lắm, không có ấy. Mày có ai tán tỉnh mình không? Hả? Có gì? Có mấy chú nào tán tỉnh mình không? Tính tình chú đó hả?
Ý là trong thời gian qua có chú nào lại tán tỉnh mình không? Chưa có ai hết. Sao thế? Chưa có ai mới tìm lên tới đây mà. Có nói thật sơ thì đừng nói nhiều. Thế ở ngoài không ai tán tỉnh mình à? Ừ. Hả? Không, chưa. Nói thật sơ thì nói nhiều, ai có thương thì thương. Ai thương thôi. Ừ, nói nhiều. Đâu. Mình phải tâm huyết, mình phải thành tâm, mình phải ấy chứ, mình cứ sơi xoài vậy sao được. Của hạnh phúc cả đời mà, chứ đâu có phải là một hai ngày đâu mà. Thì có anh nào được thì nắm tay sắm thuốc lời. Anh nào được thì anh ấy phải xem mình thế nào đã, người ta mới được chứ. Giờ mình muốn một người độ tuổi bao nhiêu? 60 đô lại. 60 đô lại. Nếu mà mình chương trình này được chia sẻ lên thì có những anh khoảng tầm 35-40 mà thích mình thì sao? Cô phải 60 hoặc là hơn 2 tuổi là sao mấy? Chứ không có nhỏ cô có thèm đâu. Sao ông thèm? Không thích. Không thích người trẻ tuổi hả? Không, phải lớn hơn cô, 50 tuổi cũng được. Vậy đó. Mới sống bền. Quả đã. Rồi, nhưng mà ví dụ chú làm thợ hồ xe ôm bảo vệ mà muốn đến với cô đồng ý không? Đấy là anh thua tìm hiểu hả, thì cũng được. Nhà cô lớn không? Hả? Nhà lớn không cô? Nhà nhỏ hơn. Nhà bao nhiêu phòng? Có 2-3 phòng à. Ồ, 2-3 phòng là lớn rồi chứ nhỏ gì nữa. Tìm hiểu hay có duyên có nợ thì được, không có tìm hiểu không được. Vậy thôi. Bây giờ cô biết sao? Dạ. Cô nói chuyện đơn sơ vậy đi. Đơn sơ ha. Đơn sơ nhưng mà nó phải người ta lấy về làm vợ, người ta phải tìm hiểu cho kỹ chứ, đâu có phải đơn sơ được. Thì ăn thua hả, mình quen chứ anh đó để ý mình thì quen, mình tìm hiểu được thì được, cũng được thôi. Giờ chứ mình có biết nói gì đâu. Không biết nói gì hết. Thế thì mình lấy chồng về rồi đưa chồng về nhà mình ở, mình có chiều chuộng người ta, mình có tâm lý không, hay là mình ấy khó à? Anh thu hợp, tình hợp lý thì sao cũng được, sợ không hợp thôi chứ hợp thì sao cũng được hết. Ai gọi điện quá trời vậy? Con này. Con hả? Thế hôm nay mình lên chương trình này con mình biết không? Biết. Con đồng ý luôn hả? Ừ. Con có nói gì không? Hả? Con có nói gì không? Không, cho đi mà. Cho đi? Ôi, con lớn của cô bao nhiêu tuổi rồi? Con này 3 mấy tuổi hết rồi. 3 mấy hết rồi? Út hết 30 tuổi. Út. Trời ơi, lấy chồng lấy vợ hết chưa? Đầy đủ ha. Cháu ngoại cháu nội gì có chưa? Có đầy đèn à. Thôi đừng có cầm điện thoại nữa, để bà đi. Thế các cháu có biết là bà đi tuyển chồng không? Biết. Các cháu nó nói gì không? Không, cho mẹ đi mà. Không nói gì hết. Quá đã. Thế đường nhà mình cũng 3-4 phòng là lấy về ở rể là thoải mái ha. Thế thì có nhiều người người ta thích mấy cuộc sống giàu sang, thích mấy người có tiền nhiều, sao mà cô không thích, mà cô muốn chọn người bình thường thôi. Anh thua gặp tìm hiểu, mình có duyên có nợ thì mình chịu, không có duyên nợ thôi. Như vậy biết ai thương mình, biết mình đâu mình lựa. Ý là có duyên có nợ chỉ cần cái tình cảm thôi đúng không? Ừ. Không cần giàu có. Cô... giàu cũng được, không giàu thì tốt đúng không? Ừ, giàu thì tốt, không có không duyên thôi. Có nợ. Nhiều khi mấy người giàu ta không thích mình ha. Dạ. Vậy là cô cũng quá dễ ha. Ừ. Quá đơn giản. Thế hồi nãy cô chia sẻ là chồng mình mất hay là chia tay nhỉ? Dạ chồng cô mất. Chồng mất chứ đúng không? Đúng rồi, mất 2 mấy năm. Sao mất? Hồi đó bệnh hay sao? Bị bệnh. Vậy hả? Ừ. Hồi đó mất chắc luôn cô là 3 mấy tuổi hả? 37 tuổi. 37, không lấy chồng nữa. Ở vậy luôn. Tính không có chồng mà. Bây giờ buồn quá. Sao... buồn quá hả? Ừ. Để buồn. Kiếm vậy à, ông chăm bà chăm ông luôn. Vui vẻ à. Nhà mình buồn quá. Ở nhà mình muốn vợ, ở nhà có con cháu mà. À. Nhưng mà vẫn thích có cặp có đôi đúng không? Đúng rồi. Ừ. Con trai mình hôm nay mình đi lên đây con trai động viên luôn hả? Ừ, đồng ý hết, đứa nào cũng cho mà. Đứa nào cho, các con nó nói sao? Nói mẹ bước đi mất người mình cái vui. Vậy hả? Ừ. Kêu bước nữa đi cho vui. Quá đã. Sao mình tư tỉnh lên đi, rồi mình đi tuyển chồng mình cứ ủ rũ thế. Nhìn sáng sủa lên. Không biết gì đâu nói.
Giờ muốn nói gì nói. Thôi, cứ nói sơ sơ vậy đi. Sơ sơ sao được, lấy chồng là không có sơ sơ được. Nói sơ sơ đi, tôi có biết gì nói đó. Lấy chồng là phải nói kỹ mới được, tìm hiểu kỹ. Tìm hiểu kỹ thì gặp anh đó. Rồi, bây giờ sở thích của cô thế nào? Thích là kiếm ngành đó, nhưng mà dĩa, biết ba, biết mình, biết ta, biết bên kế trên, người dưới. Biết đừng nhậu, đừng nhẹt, đừng có bê bét, đừng có gái đu được rồi. Không quay cũng rồi được. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Muốn bài muốn bạc. Nhưng mà mấy chú không có tiền cũng được. Phải có tiền mới sống. Chú không có tiền thì sao? Ý này có tiền đủ ăn là được rồi. Đủ ăn đủ mặc được rồi. Không cần giàu có. Chị căn ở khu vực nào không? Hả? Có căn tình tìm người ở khu vực nào không? Vùng miền nào á? Miền nào cũng được hết, đừng cho miền Bắc. Miền Bắc xa quá. Miền Bắc nhưng hồi sống ở trong này có được không? Được, miền Bắc ở đây cũng được. Miền Bắc là ở Bình Dương, ở Đồng Nai, Tân Nguyên gì cũng được. Đừng cho đây tay nước hoài, phải xa quá. Cô sợ xe lắm, đi xa cô đi không có nổi thôi. Chứ người Bắc thấy cũng tội lắm nha, người ta thiệt tình đó. Còn ngon người Nam đó. Rồi được rồi cô. Được, sao mà được, nói chưa được. Nói nhiều quá cô có biết nói gì đâu cô. Không, nói nhiều mới được, không nói nhiều không tìm chồng được đâu. Mà chia sẻ bản thân cho nó kỹ. Không, tìm gì được rồi, đừng có nhiệt đồi quá, nói quá hả, lồi ra là mày mà. Lồi gì? Lồi đã đồi cao xem cái gì hả, cười. Thế bây giờ cô thích một mẫu người như thế nào nè? Nhìn dễ coi. Dễ coi? Cao ráo dễ coi được rồi. Cao có tầm mét mấy không? Đặt bài cả lên ha. 6 mét 7 thì cũng được. Rồi thế công an việc làm như thế nào không? Có điều kiện nhiều thì tốt. Còn mấy anh Việt Kiều có được không? Hả? Còn mấy anh Việt Kiều mới về nữa có được không? Được, cái gì cũng được hết á. Cô dễ lắm. Việt Kiều còn ngon nữa. Việt Kiều khoái quá. Thôi vậy được rồi. Được chưa? Dễ gì kiếm Việt Kiều được mình. Được chưa? Bây giờ cô đứng lên đi vòng cho các chú xem cái tướng mình sao. Đi ra ngoài cửa đi vô. Tướng tá cao cô ha. Đồ điện nước đầy đủ ha. Ngon lành luôn á. Rồi, đã chưa? Vừa lòng chưa? Rồi, được rồi. Cô dễ đó. Cô dễ tính ha. Không, cô này dễ tính thật đó chứ. Cô dễ, nhưng mà cô vui lắm. Vui ha. Cô hát hò gì không? Không biết hát đấy. Không biết hát. Cô về trong khoái có chồng người Bắc. Người Bắc khoái chồng người Bắc. Người Bắc nói chuyện đèn hoàng lắm á. Một hay hai nó qua nó lợi như đúng rồi. Rồi ở đâu có người này người kia ha. Rồi bây giờ trước khi kết thúc rồi, cô có lời nào muốn nhắn gửi tới các anh các chú không? Gửi làm sao không có biết nào. Không vậy được không á. Rồi thế hôm nay thì trước khi kết thúc rồi, cô có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên các mạng xã hội và cam kết là không gỡ xuống, cô đồng ý không? Đồng ý. Rồi xin cảm ơn toàn thể quý vị các bạn đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Rồi nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Rồi đừng quên để lại những lời bình luận góp ý. Và bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Rồi. Được chưa? Muốn nói nữa không? Rồi thôi được rồi. Nói. Cô uống sao? Cô uống tốt lắm, đỡ được 80%. Ồ, vậy là quá tốt rồi cô ơi, chúc mừng cô. Thế trước khi cô uống là cái tình trạng của cô nó như thế nào? Bà Đà Thị Đông đấy, ôi dồi, hai hông nó đau này, rồi là sinh sống nó đau, trên đau dưới đau lắm. Dạ, rồi cô thế uống thế vào cô rồi uống đó. Thế nào nghe thấy trên TV ấy, thế là cô mua hai chai thế này phải uống, đỡ lắm. Thế 10 phần thì cô bớt được mấy phần rồi? Thế 8 phần. Dạ, thế hôm trước là cô đau nhức xương khớp ở bên hông, ở bên thắt lưng hả? Thắt lưng này, xương sống này, rồi hai cái xương cột đít à, đau lắm, không ngồi được cơ mà. Bây giờ cô ngồi được chưa? Bây giờ vô tư rồi, giờ không đau nữa, chỉ là gọi là tuổi già còn một tí thôi chứ. Không, thế thì cô uống được không, mấy chai? 80%. Cô uống được mấy chai thì nó bớt? Hai chai. Uống hai chai là nó bớt rồi hả? Hai chai là bảo đảm tốt lắm. Vậy là quá tốt rồi, chúc mừng cô nhá. Hy vọng năm mới uống cho nó khỏi hẳn đi cô nhá. Cô ở Hải Dương mà. Dạ rồi. Thì hôm nay cô có lấy thêm không?
Cô còn để cho về em hỏi em đi, em có cô lấy thêm hai chai nữa mà chờ em về á. Dạ dạ rồi ok cô, về năm mới con chúc cô mạnh khỏe nhá. Ừ. Dạ rồi, cô uống tốt cô giới thiệu cho con nhá. Ừ, cứ quảng cáo đi là cô khỏi lắm thì Dạ. đã đạt 8% bây Đây giờ là tốt rồi vô đó. tư rồi. Dạ dạ rồi, chúc mừng Ừ. cô, vậy là quá tốt nhá. Ừ. Rồi con chào cô. Ừ. Dạ.